Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên làm sống dậy những câu chuyện lịch sử tưởng chừng đã bị lãng quên nhưng vẫn là những hồi ức đau thương, xen lẫn tự hào của dân tộc ta. Anh em thân mến, trong cuốn sổ tay của Tổng Bí thư Lê Duẩn năm 1978 mà gia đình ông còn giữ, có đoạn viết: "Đất nước Việt Nam phải giàu mạnh và hùng cường. Đó là vị trí lịch sử và địa dư của Việt Nam, không thể khác được. Vì chúng ta ở bên cạnh một đất nước mà lịch sử của nước đó chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta." Và lịch sử đã chứng minh lời của cố Tổng Bí thư đã đúng khi trải dài suốt quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Bất cứ khi nào ta cũng thấy nanh vuốt của người láng giềng phương Bắc hướng về nước ta, dù bằng cách này hay cách khác. Từ lịch sử ấy, quan điểm vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc luôn được các nhà lãnh đạo của ta kế thừa và nhất quán thực hiện. Ấy vậy mà vẫn có một cán bộ lãnh đạo của ta đã nhất quyết ngả hẳn về phía Trung Quốc, bán nước cầu Vinh khi chạy về phương Bắc, xuyên tạc và lên án đất nước về cuộc chiến tranh chống bẻ lũ Pol Pot và bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Một người được giới truyền thông trong nước đem ra so sánh với Lê Châu Thống, Trần Ích Tắc, những kẻ cọng rắn, cắn gà nhà, nổi tiếng trong lịch sử. Và để loại bỏ người này, đồng thời cắt đứt sợi dây liên kết giữa ông ta và Trung Quốc, một cuộc thanh trừng nội bộ đã diễn ra sau năm 1979 với một bản án tử hình vắng mặt. Vậy người đó là ai? Tại sao đang trên đỉnh cao quyền lực, ông ta lại quyết định phản bội Tổ quốc để chạy theo Trung Quốc? Và cuộc thanh trừng sau năm 1979 diễn ra như thế nào? Anh em hãy cùng tôi theo dõi video sau đây của Ước Thời Chiến anh em nhé. Có tới 300.000 đảng viên thân Trung Quốc bị phe thân Liên Xô của Lê Duẩn loại bỏ. Đó là lời khẳng định của tên đầu sỏ thân Trung Quốc Hoàng Văn Hoan khi ông ta chạy sang phương Bắc và sống lưu vong ở đây. Hoàng Văn Hoan sinh năm 1905, mất 1991, tên khai sinh là Hoàng Ngọc Ân, là một chính trị gia của Việt Nam, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Năm 1976, khi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng xấu đi, ông ta bị thất sủng vì quan điểm thân Trung Quốc. Năm 1979, ông ta đào tẩu sang Trung Quốc qua ngã Pakistan và họp báo ủng hộ cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam năm 1979. Ông ta đã biện hộ cho cuộc tấn công của Trung Quốc, đổ lỗi trách nhiệm chiến tranh là do chính sách của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, mà ông ta tuyên bố là đã biến Việt Nam thành vệ tinh Xô Viết, làm người Hoa bị phân biệt đối xử và với việc chiếm đóng Campuchia. Một cuộc thanh trừng nội bộ đã diễn ra trong năm 1979 đến 1980. Nhưng như hồ sơ Hungary tiết lộ, Hoàng Văn Hoan đã phóng đại nhiều về tầm mức của nó. Thực chất, việc thanh trừng ngoài là nỗ lực bóc tách các phần tử thân Trung Quốc, thật sự thì nó cũng là biểu hiện của cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội ăn sâu ở Việt Nam lúc bấy giờ. Quay trở lại với Hoàng Văn Hoan, sự đóng góp của ông ta cho phong trào Cộng sản Việt Nam cũng không hề to lớn như ông ta đã phát biểu. Là thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương, ông ta có thời gian dài ở Trung Quốc. Trong cuộc chiến kháng Pháp, Hoàng Văn Hoan giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng. Năm 1948, ông ta được giao việc thành lập văn phòng hải ngoại ở Thái Lan và sau đó là đại sứ đầu tiên của Bắc Việt ở Trung Quốc. Mặc dù là thành viên thứ 13 trong Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1956 và sau này vào Bộ Chính trị, nhưng Hoan không thuộc vào nhóm lãnh đạo chủ chốt nhất. Vị trí cao nhất của ông ta từng giữ là Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội và không nằm trong Ban Bí thư đầy quyền lực. Kết quả là vị trí của ông ta bị lung lay hơn trước biến đổi trong quan hệ Việt-Trung. Khi so với các đồng chí như là Trường Chinh hay Lê Duẩn là những người luôn có thể giữ vị trí cho dù Hà Nội thân thiện với Bắc Kinh hay không. Trong giai đoạn 1965 đến 1966, khi quan hệ Xô Việt bắt đầu cải thiện, cùng lúc với căng thẳng gia tăng giữa Hà Nội và Bắc Kinh, trong môi trường mới này, ban lãnh đạo cảm thấy cần thay cả Xuân Thủy và Hoàng Văn Hoan bằng những cán bộ ít dính líu hơn đến chính sách thân Trung Quốc trước đây của ban lãnh đạo Hà Nội. Năm 1971 đến 1972, Hà Nội bất mãn vì Trung Mỹ làm hòa, có vẻ càng làm vị thế Hoàng Văn Hoan bị suy giảm. Tháng 5 năm 1973, ông ta tiến hành hội đàm bí mật tại Bắc Kinh về vấn đề Campuchia. Năm 1974, Hoan cùng Nguyễn Côn, bí thư Trung ương Đảng, đi Trung Quốc để chữa bệnh. Nhưng có thể sứ mạng thực sự lại liên quan đến đàm phán biên giới bí mật Việt-Trung từ tháng 8 tới tháng 11, mà kết quả đã thất bại. Tình hữu nghị giữa hai nước Cộng sản Việt Nam-Trung Quốc đổ vỡ vào năm 1979. Sự khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam về Campuchia và Hoàng Sa đã không thể hàn gắn và làm cho Hoàng Văn Hoan không còn có thể đóng vai trò trung gian thành công. Từ đây những liên lạc của ông ta với Bắc Kinh nay bị xem là rủi ro an ninh. Năm 1979, khi xung đột Việt-Campuchia và Việt-Trung lan rộng thành chiến tranh, vị trí của Hoàng Văn Hoan càng trở nên bấp bênh. Sang tháng 7, ông ta quyết định đào tẩu, lấy cớ ra nước ngoài chữa bệnh.
ông ta đã xuống máy bay ở Pakistan và sang Trung Quốc, ở lại đó cho tới ngày qua đời vào năm 1991. Tại nhiều cuộc họp báo, Hoàng Văn Hoan giải thích sự đào tẩu bằng cách nhấn mạnh ông ta đã từ lâu chống đối chính sách của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, mà theo ông ta là đã biến Việt Nam thành vệ tinh Xô Viết, làm người Hoa bị phân biệt đối xử và dẫn tới việc chiếm đóng Campuchia. Nhưng có một điều mà cả Hoan và nhà bảo trợ Trung Quốc đã dễ dàng bỏ qua là năm 1978, đó là Việt Nam chưa bao giờ muốn trở thành vệ tinh Xô Viết. Bằng chứng là Hà Nội vẫn tìm cách tránh phụ thuộc Moscow quá mức bằng việc cải thiện quan hệ Việt Nam-ASEAN và thảo luận cả khả năng gia nhập ASEAN trong tương lai. Hai ngày sau khi tới Bắc Kinh, Hoàng Văn Hoan được Tổng Bí thư Hoa Quốc phòng đón tiếp và ông ta tuyên bố những kẻ phá hoại tình hữu nghị Việt-Trung sẽ vỡ đầu. Quyết loại bỏ những thành phần bội phản, giới chức đã có những biện pháp khắc nghiệt, người Mèo và các cộng đồng thiểu số khác một phần đã phải ra đi khỏi các tỉnh miền Bắc. Tại phiên họp của Ban chấp hành Trung ương trong tháng 8, ba lãnh đạo bàn vụ Hoàng Văn Hoan trốn thoát và chỉ trích ngành an ninh. Tuy nhiên, sự thanh trừng không lớn như ông Hoan cáo buộc và cũng không đơn thuần do xung đột Việt-Trung. Trước hết, các vụ tảo thanh trong hàng ngũ đảng đã bắt đầu từ những năm trước. Giai đoạn năm 1970 đến 1975, chừng 80.000 đảng viên bị loại khỏi hàng ngũ. Còn trong giai đoạn 1976 đến 1979, con số này là 74.000. Thứ hai, nhiều người mất thẻ đảng vì những lý do không liên quan xung đột Việt-Trung. Việc trục xuất các cá nhân thần Trung Quốc đạt đỉnh cao từ tháng 11 năm 1979 tới tháng 2 năm 1980. Nhưng từ tháng 3, quá trình này bắt đầu chậm lại và ưu tiên của chiến dịch sau đó hướng sang chống tham ô, biển thủ và các hành vi tội phạm. Tại miền Nam, khu vực mà số đảng viên chỉ chiếm 1/3 của đảng, giới lãnh đạo định loại bỏ chừng 5% đảng viên so với tỷ lệ trung bình cả nước là 3%. Vụ bỏ trốn của Hoàng Văn Hoan không chỉ là tiêu điểm với chính quyền Việt Nam và cả với dư luận quốc tế. Việc một nhân vật cao cấp, công thần của chế độ bỏ đi theo kẻ thù của Hà Nội hồi đó là chuyện động trời. Time đưa tin rằng trước đó Hoàng Văn Hoan 74 tuổi phát biểu tại Bắc Kinh cáo buộc Hà Nội đối xử với người Hoa tệ hơn là Hitler đối xử với người Do Thái. Hoàng Văn Hoan, cựu ủy viên Bộ Chính trị cho đến năm 1976, cũng cho rằng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Lê Duẩn đã trở thành tay sai ngoại bang, ám chỉ Liên Xô. Bỏ trốn sang Trung Quốc, ông ta như trở về với những đồng chí chia sẻ quan điểm cộng sản kiểu Trung Quốc của ông ta. Theo đại tá Bùi Tín, cựu phó tổng biên tập báo Nhân dân, người cũng bỏ Việt Nam nhưng sang phương Tây để vận động cho dân chủ, thì quan điểm đặc sệt thân tàu của Hoàng Văn Hoan đã được biết đến từ trước năm 1979. Cụ thể, ông ta không đồng tình với quan điểm đứng giữa Liên Xô và Trung Quốc. Ông ta theo phái nghiêng hẳn về Trung Quốc. Ông ta không thấy Trung Quốc có hai mặt, cách mạng và bành trướng. Các tài liệu nước ngoài mô tả Hoàng Văn Hoan có vị trí hơn một đại sứ bình thường và vì thường được Mao Trạch Đông tiếp riêng để bàn thảo các vấn đề hai nước, kể cả chiến lược đánh miền Nam của ban lãnh đạo Hà Nội. Số phận của ông ta sau khi sang Trung Quốc qua ngã Pakistan vào tháng 7 năm 1979 cùng gia đình cũng phản ánh thái độ của Trung Quốc với Việt Nam và quan hệ hai bên. Theo ông Tín, Hoàng Văn Hoan hoàn toàn theo đường lối Maoist, ủng hộ Trung Quốc trong cuộc chiến 1979, chế độ Pol Pot và phái bảo thủ tại Trung Quốc. Vì những lẽ đó, ở Việt Nam Hoàng Văn Hoan đã bị tuyên án tử hình vắng mặt và trở thành biểu tượng của sự phản bội. Đài báo so sánh ông ta với Lê Châu Thống, Trần Ích Tắc và dùng hình ảnh của ông ta để nói về các kẻ thù bên trong. Trong khi đó, Trung Quốc quyết tâm bảo vệ Hoàng Văn Hoan. Năm 1991, Trung Quốc tổ chức lễ tang cấp nhà nước dành cho Hoàng Văn Hoan tại Nghĩa Trang Bát Bảo Sơn, nơi an nghỉ của nhiều cố lãnh tụ cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước và quân đội Trung Quốc. Anh em thân mến, lịch sử vẫn luôn rất công bằng. Người có công sẽ được ca tụng và ngược lại. Dù ở thời kỳ nào thì người yêu nước và kẻ bán nước vẫn luôn tồn tại song hành với nhau. Nhưng vì người yêu nước luôn nhiều và mạnh hơn kẻ bán nước, nên kết cục cuối cùng là đất nước mới vẹn tròn, nhân dân mới được hưởng độc lập, tự do và hạnh phúc. Sẽ là một sự xúc phạm nếu đặt cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và Hoàng Văn Hoan cạnh nhau. Song bởi lẽ, vì đặt cạnh nhau nên ta càng dễ dàng nhận ra hơn ai là người có công và ai là kẻ có tội. Thần Trung Quốc sẽ không là tội nếu Hoàng Văn Hoan không biết rõ dã tâm của người láng giềng phương Bắc đối với nước ta. Rõ ràng ông ta biết rõ nhưng vẫn chọn ngả về phương Bắc bằng những tuyên bố và hành động chống lại nước nhà, đi ngược lại với lợi ích của toàn thể dân tộc. Còn anh em của Hồi ức Thời chiến có cảm nghĩ gì về nhân vật lịch sử này, cũng như cuộc binh biến sau năm 1979? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video và đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồi ức Thời chiến anh em nhé!